xíu ạ. Và quý vị ơi, ở phía bên dưới quý vị nào chưa có tài liệu vé trên tay thì xin mời quý vị nhích nhẹ một đầu ngón tay ngọc tay ngà lên thì sẽ có nhân viên bên dưới đứng tận nơi tận chỗ phụ vé cho quý vị khán giả ạ. Và quý vị ơi, bây giờ ai có tài liệu vé trên tay rồi hướng mắt về sân khấu và cho chuẩn bị do số. Mình trúng cái TV dòng loại này nha quý vị ơi. Rồi ngay từ bây giờ của chú anh chị mình ai chưa có lá vé trên tay một lần nữa giơ nhẹ cánh tay lên để bên trên Ly Cần thấy được và điều động tất cả các TV của đây đến tận nơi đây rồi cho tất cả mọi người luôn. Tôi có đầu hết trơn rồi. Đầu hết trơn rồi mấy người đẹp ơi. Bán cho trai đâu mà bên đây một triệu bên này còn nè không bán. Chứ trai bán đâu mà. Ở dưới đó là hũ vàng, cái đây là hũ kim cương con đẹp ơi. Bên đây có một anh đẹp trai mua vé nè. Đông quá mọi người, quá rộng quá đông luôn.
hòa ra tới ngoài này luôn. Nhiều khách ngồi trên xe luôn mọi người. Khán giả ngồi ngoài xe chơi luôn. Xong mọi người bán tập tối luôn, bán đắt quá trời luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều cây số, nhiều đây phố đêm để mơ gặp nhau. Màu trắng liêu màu đi gối đầu ta ngủ đi năm mươi nguyên. Chị Duy, chị đứng em nha. Dòng loại này Nhã Vi xin mời hai vị khán giả lên phía bên trên dò hộ hai đứa em để cho nó hợp lại hơn. Dạ mời em. Em quen quá rồi. Dạ mời, mời em. Cứ lên đi em cha. Quen quá. Thằng này đi xuống đi. Dạ, ba người hát. Anh ơi, đi bán đi mày. Thằng này rời qua, anh chị qua đây đi. Tùy nha. Rồi. Chị ơi, chị gái ơi. Gái, em giới thiệu gái ơi. Nói lộn em trai, em giới thiệu tên mà. Hình như bà không biết bạn gái sao. Em tên Giảng Anh Toàn, em ở Thành Gia 31. Dạ. Hỗ trợ giùm anh, ở lộn hỗ trợ giùm chị nha, chọn mấy người số nha. Rồi anh ơi, anh tên gì, anh đến từ đâu ạ? Ở Bình Chí rồi, ở Bình Chí. Đến từ khu Chánh. À nãy kêu số ấy rồi. 30. 30, có 1. Số 8. Có 2. 45. Có 3. 50. Có đủ. Bốn mươi lăm có một, số tám có hai, 30 có 3, 50 có đủ, nhận nhẽ. Rồi xin cảm ơn hai anh HR Bình Phước bên kia đã nhận hai anh là lớn em nha. Rồi nhận giấy mới cho em luôn à. Rồi cả nhà mình rồi, dòng loại này có hai vị chủ nhân đoạt giải. Bây giờ một người sẽ chọn qua một chiếc TV và một người chọn qua chiếc remote. Người phải ở cùng nhà mới bắt với nhau được. Nói chơi thôi. Bây giờ hai anh chị bỏ bánh vô đi chị. Đứng ngoài vậy. Không, chị đợi đặt cái TV cái làm hai đưa cho anh chị. Chị vậy? Chị bỏ vô đi. Tâm hợp chính điều chia hai. Hết vào lòng cầu. Và sẽ quay banh ai số lớn nhất sẽ chọn qua chiếc TV 32 inch. Và người nhỏ hơn. Tụi ơi, nhỏ gấu bự. Rồi, người nhỏ hơn sẽ chọn qua con gấu bự. Và người lớn nhất chọn qua chiếc TV 32 inch nha. Vui vẻ, không quạo. Đừng có cho anh thấy dấu vô. Con đó là của anh. Rồi, anh ơi. Rồi, em thấy rồi. Chị ơi, chị số mấy? Cũng hàng năm đó. What? Rồi, bây giờ mình tự biết rồi, mình tự rút lui đi ha. Chị gái 58 và anh trai 50. Trời ơi. Rồi, anh ơi. Em cũng biết là trong đây bao nhiêu rồi nhưng mà rút đi cho vui. Hơn hát hơn được 10.000. Rồi chị ơi, chị bao nhiêu? 10.000. Rồi lấy cho em 4 con gấu nhỏ nha. Rồi đi lát cái đâu vậy? Đây nè. Rồi để đây đi. Rồi chị ơi, chị cho em biết là chị tên gì và chị đến từ đâu ạ? Dạ em tên Trần Ngọc Thùy, em đến từ Đồng Nai. Đặng, chúc mừng chị. Rồi, chị ôm vô đi.
Chị cũng cảm ơn quầy. Chúc mừng chị nha. Rồi chị ơi, chị nhớ mua vé ủng hộ giùm em mấy vòng sau nha chị.